Bác Atomy Clock. Trận đấu đang trở nên rất nóng. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp vừa được trọng tài rút ra dành cho cầu thủ. Rất có thể là sẽ còn có được thêm một phút bù giờ nữa. Lỗi đạp bóng vừa rồi của Bác Atomy Clock. Trận đấu đang trở nên rất nóng. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp vừa được trọng tài rút ra dành cho cầu thủ vào thay người của Indonesia, đó là Viết Ra. Hai chiếc thẻ đỏ và rất nhiều những thẻ vàng đã được trọng tài người cắt tỉa của quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Amoura, rút ra ở trong trận bán kết đầu tiên của môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Những con số đó thôi cũng đang cho chúng ta thấy là tính chất căng thẳng, sự hấp dẫn và kịch tính của cặp đấu này là như thế nào. Pha va chạm trọng tài đã thổi phạt Whisky Kamuya, một quả phạt cho U23 Thái Lan trước sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ Indonesia. Va chạm mạnh đã xảy ra. Như vậy là chiếc thẻ vàng đã được dành cho tình huống phạm lỗi vừa rồi của Sadin. Chạm đã xảy ra và trọng tài người cắt tỉa của quốc Ả Rập Thống Nhất vừa rồi đã bóng ra cột cờ góc để kéo dài thời gian. Trọng tài xác định đó là một quả phát bóng lên cho Indonesia. Những phản ứng của William đã khiến anh phải nhận. Ronaldo Junior đá phạt cho cầu thủ Indonesia. Sẽ có thẻ phạt được rút ra cho pha chơi xấu vừa rồi của Anusak. Vòng bảng liệu nằm chung bảng đấu với U23 Việt Nam và Indonesia, trong nguyên nhân khiến Thái Lan phải sớm dừng bước và thất bại 0-2 trước Indonesia. Lỗi của Ronaldo Quate đã có va chạm rất Eki Maloda đang là cầu thủ thi đấu hay nhất trong sân trong hiệp 1 và anh tiếp tục bị phạm lỗi. Benjamin Davis bị phạm lỗi và thẻ vàng đã được trọng tài rút ra dành cho Marcelino. Trong tới lúc này, Patrick Gustafsson đã có 3 bàn thắng cùng thành tích ghi bàn với Mika Suleiman và Egi Maulana của Indonesia. Phản công cho Indonesia nhưng Jonathan Temi đã can thiệp kịp thời. Sút xa. Đã có lỗi của Rizky Kambuya. Rizky thì trận đấu có một điểm Việt Nam. Tài xác định là đã có lỗi của cầu thủ U23. Và vang lên của Jonathan Temi và đã có lỗi của cầu thủ Indonesia. Và phạm lỗi của Dewangga đã có được bàn thắng mở tỷ số